Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, chiều qua 29 tháng 5, tại Ủy ban nhân dân huyện Như Xuân diễn ra lễ kết nghĩa giữa huyện Như Xuân tỉnh Thanh Hóa và huyện Tây Giang tỉnh Quảng Nam. Tham dự buổi lễ có đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thanh Hóa. Tại lễ kết nghĩa, lãnh đạo hai huyện Như Xuân và Tây Giang đã thông tin khái quát về tình hình phát triển kinh tế văn hóa xã hội của địa phương thời gian qua và nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, đồng thời thông qua nội dung ký kết về chương trình hợp tác phát triển giúp đỡ giữa hai đơn vị nhằm tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết quý báu của Đảng bộ chính quyền nhân dân hai tỉnh Thanh Hóa, Quảng Nam. Hai huyện Như Xuân và Tây Giang đã ký kết bản ghi nhớ giữa hai địa phương với các nội dung gồm tập trung công tác tuyên truyền sâu rộng về lịch sử hình thành và phát triển truyền thống cách mạng của hai địa phương đến cán bộ đảng viên, chiến sĩ và nhân dân, thường xuyên trao đổi kinh nghiệm cách làm mới trong công tác xây dựng đảng về hệ thống chính trị, quản lý điều hành của chính quyền, giới thiệu về tiềm năng và cơ hội, cơ chế chính sách của hai địa phương để các doanh nghiệp đầu tư triển khai các dự án, tăng cường quảng bá xúc tiến về tiềm năng và lợi thế du lịch của mỗi địa phương. Hai huyện có các hoạt động ủng hộ, hỗ trợ, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế xã hội, thực hiện chính sách an sinh xã hội. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thanh Hóa bày tỏ niềm vui mừng phấn khởi về sự kiện lễ kết nghĩa giữa hai huyện. Đồng thời đánh giá việc kết nghĩa nhằm tiếp tục bồi đắp xây dựng tình cảm và khẳng định giá trị bền vững của nghĩa tình Thanh Hóa, Quảng Nam nói chung và Tây Giang Như Xuân nói riêng. Đồng chí đánh giá cao các nội dung mà hai huyện đã ký kết, đề nghị lãnh đạo hai huyện làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục để thế hệ trẻ tiếp nối truyền thống mối quan hệ tốt đẹp giữa hai địa phương, nâng cao hiệu quả hợp tác toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, đẩy mạnh giao lưu quảng bá giới thiệu về tiềm năng thế mạnh du lịch của hai huyện. Trên cơ sở ký kết, đồng chí đề nghị hai huyện lãnh đạo chỉ đạo cụ thể hóa thành kế hoạch và chương trình công tác, góp phần động viên đảng bộ chính quyền nhân dân hai huyện hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đã đề ra. Phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao được xem là một trong những trụ cột thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Bám sát định hướng này, thời gian qua, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Nam Thanh Hóa đã ưu tiên nguồn vốn tín dụng cho vay đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, đầu tư nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Qua đó, thúc đẩy phát triển kinh tế, tái cơ cấu nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh. Sau một thời gian nghiên cứu, tìm hiểu, tháng 1 năm 2022, anh Hoàng Văn Tuấn ở xã Xuân Du, huyện Như Thanh quyết định đưa cây nho về trồng trên diện tích hơn 1 hectare. Quá trình khởi nghiệp, anh được Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Như Thanh cho vay số tiền 300 triệu đồng. Cùng với nguồn vốn tích lũy của gia đình, anh đầu tư mua cây giống, lắp đặt hệ thống nhà màng, tưới nước nhỏ giọt. Đến nay trang trại của anh đã có 2.300 gốc nho đang chuẩn bị cho thu hoạch lứa thứ hai với sản lượng khoảng 2,2 tấn nho một vụ, với giá bán từ 200 đến 450.000 đồng một kg tùy loại. Anh Tuấn Đức tính vụ này có thể thu về khoảng 450 triệu đồng. Đối với trang trại của tôi thì cũng đã được tiếp cận cái nguồn vốn này từ Ngân hàng Nông nghiệp Agribank Như Thanh, và quá trình vay vốn thì làm hồ sơ thủ tục thì cũng rất chi là đơn giản, cán bộ ngân hàng cũng rất chi là quan tâm tạo điều kiện, rút ngắn thời gian rồi là thủ tục để giúp chúng tôi tiếp cận. Bám sát định hướng phát triển kinh tế của tỉnh, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Nam Thanh Hóa đã tập trung ưu tiên nguồn vốn cho phát triển nông nghiệp nông thôn, trọng tâm là cho vay các doanh nghiệp, hợp tác xã nông nghiệp, các trang trại chăn nuôi tập trung trồng trọt nông nghiệp sạch. Đến tháng 5 năm 2023, tổng dư nợ của ngân hàng đạt 15.300 tỷ đồng. Agribank Nam Thanh Hóa đang đầu tư cho gần 100 mô hình sản xuất nông nghiệp sạch công nghệ cao. Các dự án được tiếp cận nguồn vốn với lãi suất thấp hơn từ 0,5 đến 1,5% so với mặt bằng lãi suất cho vay các lĩnh vực sản xuất kinh doanh khác. Thủ tục hồ sơ đơn giản giúp người dân có điều kiện ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất nông nghiệp, phát huy hiệu quả nguồn vốn vay. Hợp tác xã nông sản Thắng Nông chúng tôi đã được ngân hàng Agribank cho chúng tôi vay 200 triệu để đầu cùng với lại vốn liếng của gia đình đầu tư vào trồng rau thủy canh trên diện tích là 3.000 m2. Thì hiện tại gia đình đã làm ăn có hiệu quả, sử dụng đồng vốn là có mục đích. Về tới đây thì chúng tôi cũng đang có ý định là mua thêm đất để đầu tư, mở rộng thêm trang trại ra để làm ăn có hiệu quả hơn. Chúng tôi sẽ tập trung ưu tiên công tác huy động vốn để chủ động nguồn vốn đáp ứng cho nền kinh tế tại tỉnh Thanh Hóa. Thứ hai là chúng tôi sẽ quan tâm tìm kiếm những các dự án về nông nghiệp sạch và các dự án về ứng dụng công nghệ cao. Tiếp tục quan tâm là kiểm soát tốt chất lượng tín dụng, cải thiện các cái nội dung quy trình để làm sao mà rút ngắn nhất cái thời gian cho khách hàng, và đồng thời là qua cái chính sách đấy chúng tôi cũng sẽ ưu tiên là đẩy mạnh cái công tác là phương thức thanh toán không dùng tiền mặt cũng như là cái nội dung công tác chuyển đổi số theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa.
Hiện nay, doanh nghiệp người dân rất cần nguồn vốn lớn để đầu tư phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao, nhưng gặp khó khăn khi tiếp cận nguồn vốn ngân hàng do thiếu tài sản đảm bảo. Nắm bắt thực tế này, Agribank cũng đang đưa ra cơ chế xem xét cho vay không có tài sản đảm bảo tối đa bằng 70% đến 80% giá trị của dự án, phương án sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao có tính khả thi. Việc mạnh dạn ưu tiên đầu tư cho lĩnh vực này sẽ góp phần quan trọng thúc đẩy tái cơ cấu ngành nông nghiệp của địa phương, đưa Thanh Hóa sớm trở thành một trong những trung tâm nông nghiệp công nghệ cao, tập trung quy mô lớn trong cả nước. Những ngày gần đây, ngư dân Thanh Hóa lại nhộn nhịp vào mùa đánh bắt moi biển. Mùa moi biển năm nay tuy mới bắt đầu nhưng moi về nhiều. Mỗi ngày ngư dân có thể thu nhập cao từ đánh bắt, thu mua, chế biến moi biển. Bãi biển xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương từ sáng sớm đã tấp nập bè mảng trở về, đầy ắp moi tươi. Theo con nước, moi bị sóng đánh vào bờ, từng đàn, nên việc đánh bắt của ngư dân rất thuận lợi. Mỗi bè có thể đánh bắt được khoảng từ 2 đến 3 tạ và đánh bắt nhiều chuyến trong ngày. Năm giờ đi thì thường thường là 7-8 giờ về một chuyến, sau rồi giờ lại đi tiếp khoảng trưa về. Trưa mà đi thì chiều về, cũng kiếm được chuyến tạ rồi vài tạ, một chuyến 3-4 tạ. Một chuyến thì bình thường cũng được triệu mấy, rồi là 7-800, rồi có khi là vài triệu. Bình thường là nó về cái mùa tháng 6, tháng 7 đâu đi, là cái mùa chính của nó. Còn về cái tháng 4 này là, tháng 3, tháng 4 này là mùa chim. Mà bây giờ đang đánh bắt mùa chim đó. Vùng biển này là đi vô là tươi để bán cho các bà dân để mà phơi, để mà xuất khẩu bên Trung Quốc. Từ nay đến nhà tháng 11, 12 là đúng đại vụ của hắn. Một bè có khả năng là một ngày là người ta vài ba tấn, có khả năng là một bè mà người ta vài ba tạ, trăm tạ, cũng không kế được. Mà có bè lại không được vài chục cân, mà cũng có bè được 10 cân, cũng không kế được. Đó là quý vị người bể. Ý là trời cho ai là người nữa được. Sau khi đánh bắt, moi có thể được đem phơi khô hoặc đưa vào chế biến các loại mắm tôm, mắm chua. Công đoạn chế biến moi chủ yếu là công việc của phụ nữ. Bọn em là về là bọn em phải phơi lên cái mảnh này để cho nó sạch sẽ. Phơi khoảng tầm mà nếu mà trời nắng này thì chỉ phơi có vài ba tiếng là được thôi. Phơi thì bọn em lấy cái sàng ấy, là bọn em sàng như thế là anh là sàng lúa. Bọn em sàng là cái muối nó đều mà nó không đóng cọc. Năm nay thì có buổi chiều cũng có bữa được 10 triệu mà cũng có hơn được 7-8 triệu. Nói chung là bà quân thì nắng với lại vất vả khó nhọc tí nhưng mà được đồng tiền thì cũng trôi cứ khó nhọc đi. Moi biển thường được ngư dân ví như lộc trời ban. Tuy nhỏ bé nhưng moi biển chính là một trong những đặc sản của vùng biển quê Thanh. Từ moi biển, người dân chế biến thành những món ngon như moi xào, moi nấu canh chua, moi khô, mắm tôm. Cẩn thận phơi từng mảnh moi được nắng thơm ngon, những ngư dân Thanh Hóa đang mang đến cho đời những món ăn đậm đà vị biển. Hôm qua 29 tháng 5, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức hội nghị triển khai xây dựng mô hình gia đình 5 có, 3 sạch và hội thảo tập huấn các tiêu chí xây dựng mô hình gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025 và nghị quyết đại hội đại biểu phụ nữ các cấp, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã chỉ đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ 4 huyện, mỗi huyện chọn một xã gồm Tiên Trang, huyện Quảng Xương, Hoa Lộc, huyện Hậu Lộc, Nông Trường, huyện Triệu Sơn và Thiệu Nguyên, huyện Thiệu Hóa, mỗi xã 10 hộ tham gia xây dựng mô hình điểm gia đình 5 có 3 sạch. Đây là những xã đang phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025. Mô hình gồm 5 tiêu chí: có ngôi nhà an toàn, có sinh kế bền vững, có sức khỏe, có kiến thức, có nếp sống văn hóa và 3 tiêu chí sạch là sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận nhiều nội dung nhằm triển khai thực hiện mô hình gia đình 5 có 3 sạch phù hợp với từng địa phương và được tập huấn, tuyên truyền, nâng cao năng lực, vai trò trách nhiệm của cán bộ hội, hội viên phụ nữ và cộng đồng trong thực hiện mô hình. Hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em và nhân ngày quốc tế thiếu nhi mùng 1 tháng 6, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với Ban Nữ công Bệnh viện Nhi Thanh Hóa tổ chức thăm và tặng quà cho trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn các xã Tiên Trang, Quảng Nham, huyện Quảng Xương. Đây là những trẻ em được Ban Nữ công Bệnh viện Nhi nhận làm mẹ đỡ đầu với kinh phí hỗ trợ mỗi tháng 1 triệu đồng. Tính đến nay, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã kết nối các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân và trực tiếp nhận đỡ đầu 1.701 trẻ mồ côi, tăng 321 trẻ so với năm 2022.
Tổng số tiền hỗ trợ 6 tháng đầu năm là 3,5 tỷ đồng. Riêng trong dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm tặng 1.750 suất quà cho trẻ mồ côi, trị giá gần 700 triệu đồng. Hôm qua 29 tháng 5, Trường Trung học Phổ thông Lê Lợi, huyện Thọ Xuân đã tổ chức lễ bế giảng năm học 2022-2023. Năm nay, nhà trường đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận. Năm học 2022-2023, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh Trường Trung học Phổ thông Lê Lợi đã đoàn kết nỗ lực thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua gắn với rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, tăng cường đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng nếp sống văn hóa, củng cố kỷ cương nền nếp, tăng cường xây dựng cơ sở vật chất, xã hội hóa giáo dục, v.v. Nhờ đó, trong năm học, nhà trường đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Kết nạp đảng cho 32 học sinh ưu tú, đạt 40 giải thưởng trong kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa cấp tỉnh, giành giải 3 toàn đoàn tại Hội thao giáo dục quốc phòng an ninh cấp tỉnh, cùng với ngành giáo dục Thọ Xuân giành giải nhất toàn đoàn cuộc thi giai điệu tuổi hồng cấp tỉnh. Những kết quả này là động lực để Trường Trung học Phổ thông Lê Lợi tiếp tục phát huy truyền thống, đổi mới phương pháp dạy và học, phấn đấu đạt thành tích cao hơn trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, gần 9 năm qua ở thôn 5 xã Xuân Lai, huyện Thọ Xuân, người dân học sinh trong xã có một không gian để đọc sách, học tập rất bổ ích. Đó là Thư viện Hà Duyên Đạt của gia đình ông Hà Duyên Sơn. Tuy chỉ một thư viện nhỏ, nhưng việc làm của ông Hà Duyên Sơn cùng gia đình trong suốt một thời gian dài đã mang lại ý nghĩa lớn cho cộng đồng. Ở tuổi ngoài 70, niềm vui mỗi ngày của ông Hà Duyên Sơn là được đón các cháu học sinh và những người dân của xã Xuân Lai đến đọc sách tại thư viện của gia đình. Tôi thấy thư viện nhà ông Hà Duyên Sơn rất là nhiều sách bổ ích. Tại vì cháu đang thiếu sách nên khi thư viện mở ra thì cháu được rất nhiều kiến thức từ thư viện và cháu hay đến đây đọc sách. Từ khi còn đi dạy học, ông Hà Duyên Sơn đã luôn trăn trở cố gắng làm việc gì đó, dù nhỏ nhưng có thể giúp ích được cho đời, nhất là thế hệ tương lai. Vì vậy, sau khi nghỉ hưu, ông đã thành lập thư viện gia đình mang tên ông nội của mình, người chiến sĩ cách mạng kiên trung Hà Duyên Đạt. Với tâm huyết, sự nhiệt tình của ông Sơn cùng với sự ủng hộ của cấp ủy chính quyền địa phương và nguồn ngân sách tài trợ của các con cháu, số lượng sách tại đây tăng nhanh theo thời gian. Hiện nay, thư viện có trên 8.000 cuốn sách, nhiều loại báo tạp chí dành cho các lứa tuổi. Sau 9 năm, kể từ ngày thư viện Hà Duyên Đạt được thành lập, các cháu nhỏ có chỗ vui chơi, học tập sau mỗi giờ học. Người dân có một nơi để đọc sách trong khoảng thời gian nhàn rỗi. Các cụ già có không gian để hàn huyên, chia sẻ những thông tin bổ ích. Từ đó hình thành nên một thói quen tốt, thói quen đọc sách mỗi ngày trong nhân dân, góp phần nâng cao dân trí và đời sống tinh thần của người dân sau mỗi ngày lao động vất vả. Có thời gian tranh thủ là xuống thư viện này là mượn sách mà tham khảo thêm trong học tập chính trị, xã hội, kinh tế, hay là sinh các cháu học cấp 3 đây học sinh vật thì học cái chuyện trồng trọt cây cối đây cũng nhiều, đủ các loại sách mà. Tiếng lành đồn xa, bạn đọc đến với thư viện của gia đình ông Sơn không chỉ là người dân trong xã mà còn từ các xã lân cận, đông nhất là học sinh trong dịp nghỉ hè, như những thủ thư thực sự lặng lẽ cho đi và làm việc hàng ngày mà không cần được trả lương. Nhưng điều vợ chồng ông cũng như những người dân ở đây nhận lại đó là rất nhiều điều quý giá từ những trang sách. Đến nay thì cái phong trào đọc sách ở vùng này là vẫn duy trì tốt. Như hàng tuần thì các cháu thường đọc vào chiều thứ Bảy, chiều Chủ nhật. Các cụ thì mượn sách về để nhà để các cụ đọc. Và thường xuyên buổi sáng thì các cụ đến đây uống nước rồi đọc báo, đọc tạp chí. Tôi năm nay đã hơn 71 tuổi rồi, thì cũng cố gắng duy trì thư viện hoạt động tốt và truyền đạt lại cho thế hệ mai sau. Thưa quý vị và các bạn, Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ là một tổ chức tự xưng hoạt động tôn giáo trái phép. Theo nắm bắt của lực lượng công an, toàn tỉnh Thanh Hóa hiện có khoảng 500 người đang hoạt động trong tổ chức này với 16 điểm sinh hoạt, tập trung phần lớn ở thành phố Thanh Hóa. Đặc điểm dễ nhận ra của Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ là trong sinh hoạt tôn giáo không sử dụng thánh giá, tượng Chúa, nữ trùm khăn ren trắng. Theo điều tra, những người tin theo hội thánh này thường ở độ tuổi từ 18 đến 50, phần nhiều là sinh viên, phụ nữ nội trợ.
Các đối tượng cầm đầu thường lựa chọn mục tiêu là những người gặp khó khăn, bất trắc trong cuộc sống, ốm đau, làm ăn thua lỗ để tiếp cận, dụ dỗ lôi kéo tham gia hội. Tại Thanh Hóa đã ghi nhận tình trạng tiếp cận với nạn nhân ở các quán cà phê, công viên cây xanh hoặc núp bóng dưới hình thức tổ chức hội thảo hướng dẫn cách làm giàu, tuyên truyền mô hình kinh doanh đa cấp. Cái giáo lý, giáo luật, những cái đường hướng hoạt động của tổ chức này lại đi ngược lại với lại Kinh Thánh. Một ấy, là xem người sáng lập còn hơn cả Đức Chúa. Cái thứ hai là trái với lại thuần phong mỹ tục, đạo đức của người Việt Nam tại Thanh Hóa là nó thay đổi về cái âm mưu phương thức, thủ đoạn hoạt động và lấy hoạt động trực tuyến làm chính. Việc này là tạo điều kiện cơ hội cho các đối tượng tiếp cận được nhiều hơn các cái thành phần trong xã hội và có điều kiện để lôi kéo móc nối dụ dỗ o ép được nhiều người hơn. Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ có tên chính thức và đầy đủ là Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp hội Truyền giáo Tin lành Thế giới, còn có tên gọi khác là Hội Thánh của Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời Mẹ. Hội Thánh Đức Chúa Trời làm chứng cho Chúa Giê-xu có nguồn gốc từ Hàn Quốc. Mặc dù chúng rao giảng lấy giáo lý cơ bản từ Kinh Thánh, nhưng biến tướng sai lệch với nhiều quan điểm cực đoan như chỉ xem trọng bản thân, coi thường người thân, gia đình. Do đó, tổ chức này bị chính Tin lành giáo tẩy chay, thậm chí còn coi là tà giáo. Tại Việt Nam, cách thức hoạt động của Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ hoàn toàn vi phạm pháp luật. Do đó, người dân cần hết sức tỉnh táo khi tiếp nhận các thông tin từ thành viên hội thánh này, tránh bị lợi dụng, gây nhiều hệ lụy cho bản thân, gia đình và xã hội. Thời gian qua, lực lượng công an cả nước nói chung và công an Thanh Hóa nói riêng đã khẳng định vai trò xung kích đi đầu trong thực hiện chuyển đổi số, nỗ lực tạo đột phá nhằm phục vụ tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới và đóng góp tích cực cho việc thực hiện chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Tháng 7 năm 2021, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư do lực lượng công an xây dựng chính thức đi vào hoạt động và trở thành một trong những bước đột phá đầu tiên về xây dựng công dân số, chính phủ số. Riêng Thanh Hóa đã có hơn 4 triệu dữ liệu dân cư đã được làm sạch. Ngay sau đó, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, Cổng Dịch vụ Công các bộ, ngành, địa phương, đảm bảo tiêu chí, hiện đại, đồng bộ, mang tính bảo mật cao. Đến nay, người dân đã có thể thực hiện nhiều loại giao dịch dân sự như khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, kê khai thuế, nộp lệ phí trước bạ chỉ bằng một loại giấy tờ tùy thân duy nhất là thẻ căn cước công dân gắn chip hoặc ứng dụng định danh điện tử VNEID. Việc sử dụng căn cước công dân và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì cũng đã xác thực cho người dân một cách rất là nhanh chóng, rất là thuận lợi. Và đặc biệt là tới đây khi mà sử dụng cái ứng dụng cái sinh chắc của trên căn cước công dân và gắn với cái dữ liệu cơ sở quốc gia về dân cư thì cái việc mà xác định đúng người, đúng thẻ hay đúng đối tượng tham gia để giải quyết chế độ và nó sẽ được hạn chế một cách tối đa cái việc mà trục lợi lạm dụng trong quá trình giải quyết các chế độ về bảo hiểm xã hội và y tế. Trong số 11 nhóm dịch vụ công thuộc các lĩnh vực do Bộ Công an chủ trì, hiện Công an tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện được 9 nhóm dịch vụ công trực tuyến. 5 tháng đầu năm 2023 đã tiếp nhận hơn 214.000 hồ sơ trực tuyến thuộc phạm vi giải quyết. Nhiều dịch vụ công trực tuyến đã được thực hiện hoàn toàn trên môi trường Internet như nộp phạt vi phạm hành chính trên lĩnh vực giao thông đường bộ, cấp đổi hộ chiếu, tạo nhiều thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Bản thân tôi thấy cái việc kê khai online trên các cái thiết bị di động thì rất là thuận tiện và nhanh, nó đỡ đi rất nhiều cái công đoạn cho người dân đến đây làm thủ tục. Thứ hai nữa là cũng tiết kiệm một phần nào đấy cái giấy tờ bút sách cho các cái cơ quan của công an. Để đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số trong lực lượng công an Thanh Hóa trong thời gian tới đang tập trung một số những giải pháp cụ thể như sau. Một là chúng tôi sẽ huy động cái tối đa lực lượng công an ba cấp để tập trung duy trì và bổ sung đảm bảo cái thu thập cái cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đảm bảo cái đúng đủ sạch sống. Hai là chúng tôi sẽ phối hợp với các sở ban ngành đoàn thể cấp tỉnh rà soát làm sạch cái dữ liệu chuyên ngành nhằm kết nối, chia sẻ, phục vụ cho quá trình xây dựng chính phủ số, phát triển kinh tế số và xã hội số. Hiện nay, Công an Thanh Hóa đang tích cực phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể nhằm đẩy nhanh tiến độ cấp và kích hoạt mã định danh điện tử cho công dân. Phấn đấu đến tháng 7 năm 2023 sẽ kích hoạt thành công 1,4 triệu tài khoản
đạt 100% số tài khoản đã được hướng dẫn kích hoạt. Bên cạnh đó, lực lượng Công an Thanh Hóa cũng tập trung nghiên cứu, ứng dụng hiệu quả hệ phần mềm chuyên ngành đáp ứng yêu cầu quản trị xã hội thông minh theo chức năng quản lý nhà nước về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, tình trạng chợ tự phát, các tụ điểm kinh doanh buôn bán lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông vẫn diễn ra ở nhiều phường xã trên địa bàn thành phố. Điều này tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn giao thông, gây ô nhiễm môi trường, làm mất mỹ quan tại các đô thị, khu dân cư. Nhằm đảm bảo trật tự đô thị, xây dựng văn minh thương mại, Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa đã ban hành các văn bản về việc tăng cường công tác xử lý, xóa bỏ các tụ điểm kinh doanh tự phát, tổ chức lực lượng ra quân, kiên quyết dẹp bỏ các điểm vừa gây mất an ninh trật tự, vừa tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch COVID-19 ra cộng đồng. Đây là hình ảnh điểm kinh doanh tự phát tại các trục đường trong khu công nghiệp Hoàng Long, phường Tào Xuyên, thành phố Thanh Hóa. Từ khoảng 15 giờ hàng ngày, hàng hóa đủ loại được bày bán tràn lan dọc hai bên đường, ảnh hưởng tới việc đi lại của người dân. Còn đây là hình ảnh sau khi có sự phối hợp ra quân của các lực lượng chức năng đội quy tắc đô thị thành phố và Ủy ban nhân dân phường Tào Xuyên thực hiện giải tỏa các trường hợp vi phạm lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông. Tình trạng người dân dừng xe, mua bán, gây ảnh hưởng giao thông cũng chấm dứt, bước đầu trả lại sự thông thoáng cho các trục đường trong khu công nghiệp này. Thời gian qua, với sự vào cuộc tích cực của các lực lượng chức năng thành phố và các phường xã, thành phố Thanh Hóa đã giải tỏa được 49 trên 50 điểm kinh doanh tự phát. Tuy nhiên, tình trạng vi phạm này vẫn tiếp tục tái diễn, nhất là khi vắng bóng của các lực lượng chức năng. Hiện nay, qua kiểm tra thực tế, trên địa bàn 10 phường xã đã có 11 điểm kinh doanh tự phát tái hoạt động trở lại. Để xử lý dứt điểm tình trạng họp chợ tự phát, nhất là các điểm tự phát tại các khu công nghiệp, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa, mới đây, đội kiểm tra quy tắc đô thị thành phố xây dựng phương án tổ chức lực lượng xóa bỏ các điểm kinh doanh tự phát, chợ cóc, chợ tạm. Theo đó, các phường xã đã tổ chức tuyên truyền trong các bản tin phát thanh qua hệ thống loa đài lưu động, tổ chức vận động ký cam kết với người dân, hộ kinh doanh nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành các quy định về trật tự đô thị, tích cực tham gia phong trào ứng xử văn minh, xây dựng môi trường sạch đẹp. Bên cạnh đó, các lực lượng của thành phố phối hợp với các phường xã xây dựng các phương án đảm bảo an ninh trật tự, tổ chức ra quân kiên quyết xử lý triệt để các vi phạm. Ủy ban nhân dân phường đã xây dựng phương án và cử lực lượng tham gia về tuyên truyền vận động các hộ kinh doanh không lấn chiếm lòng lề đường, hành lang an toàn giao thông để kinh doanh buôn bán. Thứ hai nữa là lực lượng phối hợp với quy tắc thành phố đã phối hợp ra quân xử lý các trường hợp vi phạm trên địa bàn. Phường đã thành lập đoàn kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm và đến các cơ sở kinh doanh thực phẩm để ký cam kết với các hộ kinh doanh trên địa bàn khu công nghiệp. Trong quá trình ra quân, lực lượng chức năng của các phường xã đã rà soát, nắm bắt các lỗi vi phạm của các hộ kinh doanh. Đa số người dân đều nhận thức được hành vi vi phạm và cam kết không tái phạm. Tôi biết là bán hàng như đây là vi phạm pháp luật. Cô quyết định là không cho bán hàng thì chúng tôi hoàn toàn chấp hành. Tôi bán hàng ở đây thì cũng được 7-8 năm nay rồi. Nói chung là bán ở đây thì nói chung cũng biết sự ảnh hưởng, nhưng mà đến lúc nào có chỉ đạo của nhà nước là bọn tôi sẽ vào trong để gọn gàng cho công nhân đi lại thoải mái. Để các điểm kinh doanh tự phát không tái phát trở lại, đội quy tắc đô thị thành phố cùng các phường xã cần thường xuyên tổ chức tuyên truyền, tuần tra kiểm soát, nhắc nhở cũng như xử phạt nghiêm minh các hành vi vi phạm. Đối với các điểm kinh doanh tự phát tại các khu công nghiệp nơi có lưu lượng hàng chục ngàn công nhân lao động, về lâu dài cần phải có phương án di rời các lều quán, kiosk tạm, đồng thời nghiên cứu bố trí chợ dân sinh để phục vụ nhu cầu chính đáng của hàng chục ngàn công nhân, người lao động tại các khu vực này, tránh tình trạng dẹp chỗ này, phình chỗ khác, tranh thủ khi vắng mặt các lực lượng chức năng để tái diễn các vi phạm. Mặc dù các cơ quan chức năng liên tục cảnh báo về rủi ro khi người dân không có nhiều hiểu biết về kinh doanh, tài chính nhưng vẫn hùn vốn vào đầu tư, tuy nhiên một bộ phận người dân vẫn thiếu cảnh giác, đặt niềm tin không đúng chỗ để rồi nhận trái đắng. Nhiều người có nguy cơ mất tiền tỷ vì góp vốn đầu tư mà chính họ cũng không rõ mình đang đầu tư kinh doanh mặt hàng gì. Ghi nhận sự việc mới xảy ra tại địa bàn phường Long Anh, thành phố Thanh Hóa.
Bà Lê Thị Châu, phố Quan Nội 1, phường Long Anh, thành phố Thanh Hóa, được người cháu cùng phường kêu gọi góp vốn buôn bán đồ nội thất ô tô từ Nhật về Việt Nam. Mặc dù không biết đầu tư vào công ty nào, buôn bán cụ thể như thế nào, nhưng do tin tưởng cháu ruột, bà Châu và nhiều người họ hàng khác trong phố đã góp vốn để cháu ruột kinh doanh. Đến thời điểm hiện nay, riêng bà Châu đã góp vốn với số tiền 550 triệu đồng. Tuy nhiên, chỉ mới góp tiền được một thời gian ngắn, thì người cháu họ của bà Châu tuyên bố bị lừa trắng tay. Bà Châu và nhiều người họ hàng giờ đây có nguy cơ mất trắng số tiền đã góp vào làm ăn cùng cháu ruột. Tin em dâu, tin cháu mình, cho nên là tôi không nghi ngờ gì cả. Lúc đầu cũng gửi 100, sau đó thì gửi thêm, vài tháng lại gửi thêm 100. Từ tháng 3 năm 22 cho đến tháng 9 năm 22 là tôi gửi được 550 triệu. Đến đầu tháng 11 tôi liên lạc thì không được, gọi điện không được, và tôi đạp xe đạp vào nhà thì thấy nhà đã khóa cửa và nghe hàng xóm nói rằng cả nhà đã bỏ trốn khỏi địa phương. Theo phản ánh của người dân ở phường Long Anh, có vài chục hộ dân đã góp vốn vào cùng một nơi. Người ít thì vài trăm triệu, người nhiều góp vào hàng chục tỷ đồng. Một số người còn huy động của nhiều người khác để cùng góp vốn. Trường hợp gia đình chị Nguyễn Thị Hiền có chồng là cậu ruột, đối tượng kêu gọi góp vốn. Hai vợ chồng là lao động tự do, gia đình khó khăn, dành dụm nhiều năm tiết kiệm được 200 triệu. Sau khi nghe lời dụ dỗ ngon ngọt của cháu, với sự hứa hẹn về mức lãi suất cao, gia đình chị Hiền đã mang toàn bộ số tiền tiết kiệm góp vốn vào kinh doanh, nhưng chưa được một tháng thì sự việc vỡ lỡ. Chị Hiền bàng hoàng vì không chỉ mình chị mà có rất nhiều người trong họ cũng rơi vào tình cảnh như chị. Thì mẹ cháu thường thường là cũng hay lên, ví dụ là chú thím có tiền thì gửi vào cho cháu vào đơn hàng của cháu đó, rồi là lấy mã lãi mà tiêu. Thế thì anh mới gồm lại được 200, thì vừa mang lên nhanh lên cho cháu, cháu vào đơn thì anh mới mang vay mượn ở trên đó, rồi bạn bè đó, rồi mới đi thẳng đó, rồi đưa luôn cho cháu luôn. Đấy, đưa thì quanh vòng được có tháng là coi như là cháu bỏ đi. Bỏ đi coi như là gọi điện thoại coi như không tin tức gì hết. Tôi đề nghị là bên pháp luật, bên cơ quan pháp luật phải xử răng cho đúng người đúng tội, với lại đòi răng được cho chúng tôi một ít quyền lợi. Sau khi nhận được phản ánh của người dân, Công an thành phố Thanh Hóa đã vào cuộc xác minh vụ việc. Theo thông tin của Công an thành phố Thanh Hóa, vụ việc góp vốn làm ăn rồi vỡ nợ xảy ra trên địa bàn phường Long Anh liên quan đến 6 cá nhân, trong đó có trường hợp đứng ra huy động của những người khác. Cá nhân có số tiền góp vốn nhiều nhất lên đến 26 tỷ đồng. Vụ việc liên quan đến nhiều đối tượng, trong đó có cả các đối tượng ở tỉnh ngoài. Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. Sau khi sự việc xảy ra thì Công an phường đã báo cáo lên Công an thành phố qua đội hình sự Công an của thành phố. Thì qua nắm bắt thông tin thì các đến thời điểm bây giờ thì công an đội hình sự công an thành phố đang xác minh để làm việc cái vụ này. Thì đối với chính quyền địa phương thì cũng rất mong công an thành phố Thanh Hóa, đặc biệt là đội hình sự, để sớm giải quyết trả lời cho địa phương và công dân biết để cái hướng giải quyết cho các đối tượng bị hại. Điều đáng nói trong vụ việc này là những người thực hiện góp vốn khi giao dịch không hề yêu cầu bên nhận góp vốn ghi biên nhận hay bất kỳ giấy tờ gì chứng minh hai bên có giao dịch hay giao nhận tiền cho nhau. Do vậy, việc làm sáng tỏ vụ việc, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho những người thực hiện góp vốn là vô cùng khó khăn. Đây là bài học đắt giá cho những người vì nhẹ dạ cả tin và là lời cảnh báo cho người đang và sẽ tham gia vào hình thức góp vốn kinh doanh đầy rủi ro hiện nay. Ngày 20 tháng 5 vừa qua, trên địa bàn phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến một người chết và một người bị thương. Đáng nói là đối tượng gây tai nạn chỉ mới sinh năm 2008, tức chỉ 15 tuổi, chưa đủ tuổi được phép điều khiển xe máy. Thậm chí, nguyên nhân còn được xác định là do người điều khiển xe máy phóng nhanh, không chú ý quan sát, gây tai nạn. Qua vụ việc trên cho thấy, việc điều khiển xe máy hoàn toàn không phù hợp và an toàn với lứa tuổi học sinh, kể cả đối với những phương tiện dưới 50cc. Bởi ở lứa tuổi học sinh, các em chưa phát triển đầy đủ về thể chất nên chưa phù hợp với việc điều khiển phương tiện là xe máy. Bên cạnh đó,
vì chưa được đào tạo sát hạch để được cấp giấy phép lái xe, nên các kỹ năng lái xe an toàn cũng như hiểu biết về luật giao thông đường bộ ở học sinh gần như không có. Cộng với tâm lý muốn thể hiện bản thân nên thường xuyên vi phạm luật giao thông như lái xe dàn hàng ngang, phóng nhanh vượt ẩu, lai đèo nhiều người, không đội mũ bảo hiểm. Tôi thấy cái việc mà phụ huynh học sinh cho học sinh đi xe máy tới trường thì với cái phân khối lớn thì nó khá là nguy hiểm cho học sinh, với cả nhiều người các cháu thì nó chưa có bằng lái, nó chưa có bằng lái để mà nó chịu trách nhiệm, cũng không có cái kỹ năng để nó xử lý tình huống trong cái việc chạy xe. Các cháu cái chấp hành về cái luật giao thông là nó không được nghiêm túc. Thứ nhất là không đội mũ bảo hiểm, thứ hai là phóng nhanh, lạng lách và thậm chí có vượt đèn đỏ là cũng có. Đấy, cho nên là với cái vấn đề tham gia giao thông của các học sinh này thì kể cả như tôi cũng như các bậc học sinh khác, bậc phụ huynh á, thì cũng muốn là muốn nhắc nhở các cháu, cũng có trao đổi, cũng nhắc nhở các cháu để các cháu làm sao mà tham gia cái giao thông cho nó, thứ nhất là bảo đảm cái an toàn tính mạng cho mình, thứ hai là không gây đến ảnh hưởng đến người khác tham gia giao thông. Tình trạng thanh thiếu niên đi xe máy khi chưa đủ tuổi xuất phát từ nhiều nguyên nhân, nhưng trên hết vẫn là sự buông lỏng quản lý từ phía gia đình và nhận thức chưa cao của các em. Do vậy, để chấm dứt thực trạng này, đã đến lúc mỗi phụ huynh cần nghiêm khắc hơn nữa trong việc giáo dục con trẻ. Bên cạnh công tác phối hợp với nhà trường để tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho học sinh, lực lượng chức năng cũng cần tăng cường các biện pháp xử lý nghiêm học sinh, thanh thiếu niên đi xe máy vi phạm luật giao thông. Chương trình thời sự xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.